Rồi, điệp khúc sam hương mấy bạn. 4 góc 250 ngàn bao ship. Cái này nguyên cái cụm đế này sẽ xây cho các bạn coi chơi. Đó, một góc. Bốn góc 250 ngàn bao ship nha các bạn. Cái này nó có cái cũ ở chỗ này nè, nó cũ. Nó trồng sống thì xuống đế tí xíu nữa. Cái này nó có nhiều đường cắt các bạn, cắt ngay chỗ này là hoặc để cái bay gì đó. Cái này cái tàng đa. Cái này cắt rễ rồi bỏ hoặc để với quái cũng được. Rễ nữa. 2 cây, 3 cây, 4 cây. Cây này tỉa sơ tí xíu nữa thêm. 4 cây 250 ngàn bao ship mấy bạn ơi. So với chai nước á, chắc nó cả nửa cầm tay mình đó. Hoành này chắc 10 12 gì quá. Nó bự tí xíu. Còn dưới gốc thì bự hơn nha bạn, dưới gốc mình nắm nắm tay mất rồi. Sam hương, 4 cây 250 ngàn bao ship mấy bạn ơi.